Yoshida mong cả châu Á cổ vũ Nhật Bản đấu tuyển Đức. Thủ quân Maeda Yoshida mong đợi các cổ động viên châu Á sẽ ủng hộ đội tuyển Nhật Bản ở cuộc so tài với Đức lúc 20 giờ hôm nay ngày 23 tháng 11. Tôi hy vọng các cổ động viên châu Á sẽ ủng hộ đội tuyển Nhật Bản. Chúng tôi đại diện cho Nhật Bản, nhưng cũng đại diện cho cả châu Á. Mong rằng đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân theo dõi trận đấu, không chỉ người Nhật Bản mà nhiều người hâm mộ châu Á sẽ cổ vũ chúng tôi. Đội tuyển Đức rất mạnh, nên Nhật Bản cần thêm sự cổ vũ của khán giả. Thủ quân Maeda Yoshida chia sẻ trước trận Đức với sân Nhật Bản lúc 20 giờ hôm nay, ngày 23 tháng 11. Đội tuyển Nhật Bản rơi vào bảng tử thần cùng những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Đức và Costa Rica. Tại vòng loại World Cup 2022, Yoshida cùng đồng đội đứng nhì chung cuộc ở bảng B, xếp sau Ả Rập Xê Út. Ở World Cup 2018, Nhật Bản vượt qua vòng bảng, nhưng thua ở vòng 1/8 trước đội tuyển Bỉ. Theo Yoshida, World Cup 2022 sẽ rất khó khăn với Nhật Bản nói riêng và các đội tuyển châu Á nói chung. Chúng tôi đã xem các trận đấu của Iran và Qatar. Đó là một khởi đầu khó khăn từ các quốc gia châu Á. Đội tuyển Nhật Bản hiểu được thách thức khi rơi vào bảng đấu có Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica, Yoshida thừa nhận. Maeda Yoshida đang khoác áo câu lạc bộ Schalke 04 của Đức. Trung vệ đội trưởng của Nhật Bản từng khoác áo Southampton, Anh và Sampdoria, Italy trước khi sang Đức chơi bóng. Hơn một thập kỷ chơi bóng tại châu Âu giúp Yoshida hiểu được sức mạnh của đội tuyển Đức. Chúng tôi biết đội Đức mạnh thế nào. Như tôi từng nói nhiều lần, mọi thứ rất gian nan nhưng không có trận đấu nào mà Nhật Bản chắc chắn sẽ thua cả. Trong bóng đá, đôi khi có những trận phải thắng, nhưng không có trận đấu nào là phải thua cả. Tôi tin Nhật Bản vẫn có cơ hội tốt, Yoshida kết luận.